Ngày 25 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong trong căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 24 tháng 11, công an phường Bến Thành nhận được tin báo của người dân về việc một người phụ nữ tử vong trong căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Trãi. Ngay sau đó, công an có mặt phát hiện trên người nạn nhân là bà N, 59 tuổi, ngụ quận 1 có vết thương chảy nhiều máu con trai của bà n sau đó ra công an phường đầu thú nhận đã sát hại mẹ hiện công an đang lấy lời khai người con để làm rõ vụ việc